Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn từ vựng tiếng Trung về máy giặt nhé. Ở đây thì mình có để tiếng Trung giản thể này, tiếng Trung phồn thể, phiên âm chuẩn và phiên âm bồi giống tiếng Việt của mình. Bạn có thể nhìn vào đây để dễ hiểu hơn nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Máy giặt. Xì y chi. Xì y chi. Chương trình chuẩn. Biao chuẩn trình suy. Biao chuẩn trình suy. Chuyên giặt. Tan tú xì y. Tan tú xì y. Giặt khô. Can xì. Can xì. Nút giặt vò. Biểu xí niệu. Biểu xí niệu. Nút tháo nước. Thua xuấy niệu. Thua xuấy niệu. Nút xả nước. Phái xuấy niệu. Phái xuấy niệu. Ống dẫn nước vào. Chìn xuấy quản. Chìn xuấy quản. Ống xả nước. Phái xuấy quản. Phái xuấy quản. Thước đo mực nước. Xuấy wèi biểu. Xuấy wèi biểu. Trình tự đơn giản. Giản tan trình suy. Giản tan trình suy. Từ vựng tiếng Trung về tủ lạnh. Tủ lạnh. Điện bình xiang. Điện bình xiang. Nóc tủ lạnh. Đỉnh bù thái miện. Đỉnh bù thái miện. Ngăn đông lạnh. Lần tung quệ. Lần tung quệ. Lưới ngăn cách trong ngăn lạnh. Lần tung quệ cửa hoàng. Lần tung quệ cửa hoàng. Khay làm đá. Trì binh phán. Trì binh phán. Giá ngăn bằng kính. Bua lý cửa bản. Bua lý cửa bản. Ngăn đựng sau. Su zài quệ. Su zài quệ. Ngăn cửa tủ lạnh. Bing quệ mấn mì phân tiện. Bing quệ mấn mì phân tiện. Ngăn đẩy trứng. Tàn chà. Tàn chà. Đèn tủ lạnh. Quệ nầy tăng. Quệ nầy tăng. Hộp để thực phẩm tươi sống. Xin xiên sử phỉn hứa. Xin xiên sử phỉn hứa. Giá đỡ chuyển động. Chuyển động cơ giá. Chuyển động cơ giá. Khử tuyết tự động. Tự động chú xoang. Tự động chú xoang. Cạo tuyết bằng tay. Sầu tùng chú xoang. Sầu tùng chú xoang. Chất làm lạnh. Lần tùng dệ. Lần tùng dệ. Máy ép máy nén. Gia xua chi. Gia xua chi. Từ vựng tiếng Trung về máy điều hòa trong nhà. Máy điều hòa trong nhà. Sư nê khung chi thiếu chế chi. Sư nê khung chi thiếu chế chi. Bộ phận trong nhà. Giáo khung chi. Giáo khung chi. Đèn hiển thị thao tác. Giao zuo xiển sư ping. Giao zuo xiển sư ping. Nút ấn chọn phương thức chuyển động. Yên chuẩn phương sư xuẩn dỡ an niệu. Yên chuẩn phương sư xuẩn dỡ an niệu. Chuyển động ấm và trừ ấm.
温和厨师运转，温和厨师运转。Nút ấn định nhiệt độ trong phòng. 室温设定按钮。室温设定按钮。Nút điều chỉnh bằng tay hướng luồng khí. 气流方向手动控制按钮。气流方向手动控制按钮。Nút chuyển nhiệt độ tự động khi ngủ.睡眠方式自动运转按钮。睡眠方式自动运转按钮。Máy đặt trong phòng. 室内机。室内机。Lỗ hút không khí. 空气吸入口。空气吸入口。Cái mở tầm lái. Khai bản chì. Khai bản chì. Tầm lái luồng khí nằm. Xuỷ phiến chì liễu phong xiang tạo bản. Xuỷ phiến chì liễu phong xiang tạo bản. Tầm lái luồng khí thẳng đứng. Chuỷ trí chì liễu phong xiang tạo bản.垂直气流方向导板。Lỗ phun không khí. 空气吹出口。空气吹出口。Bộ phận nhận tín hiệu. 信号接收器。信号接收器。Bộ phận chuyển động. 运转指示灯。Vận chuyển chỉ thị đèn. Nút chuyển động thử khí lạnh. Lần chi sư vận chuyển an nhiều. Lần chi sư vận chuyển an nhiều. Nút chuyển động bắt buộc. Chẳng chữ vận chuyển an nhiều. Chẳng chữ vận chuyển an nhiều.Màng lọc bụi. Lùi trấn hoàng. Lùi trấn hoàng. Máy đặt ngoài nhà. Sư ngoại chi. Sư ngoại chi. Ống xả nước. Thái xuế quản. Thái xuế quản. Đường ống. Quản lũ. Quản lũ.Đoạn tiếp đất. Chia tì toan chữ. Chia tì toan chữ. Cài đặt nhiệt độ trong phòng. Sơ tình sư vân. Sơ tình sư vân. Tốc độ siêu thấp. Chào tí sụ. Chào tí sụ. Tốc độ quạt gió xác định theo yêu cầu.一希望设定风扇速度。一希望设定风扇速度。卷动和动液。热气运动转。热气运动转。卷动和tuyết。除霜运转，除霜运转。Thiết bị định giờ, 定时计设备，定时计设备。Thiết bị loại bỏ, 取消设备，取消设备。Đèn hiệu hẹn giờ mở máy, 开机。定时计指标灯闪烁。开机定时计指标灯闪烁。Hết pin, 电池耗完。
Điện chỉ hào hoàn. Thay mạng lọc. Cân hoàn chính chế lưu vọng. Cân hoàn chính chế lưu vọng. Thưa các bạn, đó là toàn bộ từ vựng tiếng Trung về máy giặt này, tủ lạnh và máy điều hòa trong nhà. Thì hy vọng mình đã giúp các bạn học được thêm một chút ít từ vựng tiếng Trung nhé. Thì chúng ta sẽ gặp nhau ở trong video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.